Chào các bạn, tôi là tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, viện trưởng của Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Sản phẩm Misure, đây là một sản phẩm khá là độc đáo liên quan đến những vấn đề nâng cao miễn dịch và cải thiện cái vấn đề giấc ngủ. Chúng ta biết là cái tình trạng mất ngủ ấy là một tình trạng khá phổ biến, một tình trạng rất là khó nói, thế nhưng mà lại rất nhiều người vướng vào vấn đề này. Hiện nay thì theo thống kê ấy, khoảng 10% số người trưởng thành là có các vấn đề về mất ngủ, về mãn tính. Và khoảng 30% số người thì có những cái giai đoạn mất ngủ mãn tính, bao gồm các cái biểu hiện là ví dụ như là người ta đi vào cái giấc ngủ khó này, hoặc là khi tỉnh dậy giữa đêm thì sau đấy rất khó ngủ lại, và giấc ngủ không sâu. Khi những cái này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tinh thần. Ví dụ như ngày hôm sau thì ngày làm việc sẽ đôi khi sẽ rất là khó, cảm giác được tập trung và cảm thấy nó mệt mỏi, cảm thấy đôi khi cảm thấy rất là khó chịu. Để mà cải thiện tình trạng này ấy, thì thông thường người ta có những giải pháp bằng thuốc hoặc là có những cái giải pháp bằng không dùng thuốc. Chúng ta biết rằng là các loại thuốc mà thuốc ngủ hoặc là thuốc những cái loại thuốc mà an thần ấy, thì về nguyên tắc thì có hiệu quả nhanh. Tuy nhiên thì chúng ta không thể dùng kéo dài được, bởi vì cái tác dụng phụ của nó thông thường nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Và trong dân gian ấy, thì có rất nhiều các giải pháp khác không dùng thuốc. Ví dụ như là người ta có thể ngâm chân nước nóng trước khi ngủ, hoặc là ăn các loại trà sen. Và bây giờ khi công nghệ tiên tiến thì nó có những cái giải pháp. Thì hôm nay đây là cái sản phẩm Misure là một trong những cái giải pháp mà không dùng thuốc. Đối với sản phẩm này ấy, thì chúng ta xuất phát từ thành phần. Đối với thành phần thì chúng ta thấy là trong cái sản phẩm này thì bên cạnh các hệ thống vi khoáng rất là đầy đủ. Đây là cái hệ thống vi khoáng này nó sẽ giúp một cái vai trò rất là quan trọng trong nâng cao vấn đề miễn dịch, tăng cái khả năng sức đề kháng, cái này rất là tốt cho đối với cả những người cao tuổi. Và bên cạnh đấy thì có một số các cái thành phần, ví dụ như chúng ta thấy saponin này, chúng ta thấy flavonoid này, đây là những cái thành phần mà liên quan đến các cái ảnh hưởng đảm bảo giảm được cái căng thẳng. Ví dụ như chúng ta biết rằng các thành phần ví dụ như là lạc tiên này, hoặc là một số các cái thành phần khác về thảo dược thì nó đem lại những cái giá trị đảm bảo cái tính an thần, giảm hồi hộp lo âu và vì vậy làm cho người ta dễ vào giấc ngủ hoặc là ngủ một cách ngon hơn. Chúng ta cũng thấy rằng là với các thành phần này ấy, thì nó ổn định lại được các hormone. Ở đây chúng tôi nói đến hormone melatonin chẳng hạn, thì là một trong những cái yếu tố đảm bảo cho cơ thể con người chúng ta đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và đảm bảo cái nhịp sinh học của cơ thể. Tất cả những cái thành phần như vậy thì nó dựa trên một cái công nghệ nó gọi là phytosam. Đối với cả những cái công nghệ này thì nó có một cái vai trò quan trọng thế này: làm thế nào để có thể chiết tách được, để mà có thể tối ưu hóa được những cái thành phần mà chúng tôi nhắc ở trên. Thì với những cái thành phần như vậy ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái thành phần phân tử rất là nhỏ ở cấp độ nano, và những cái thành phần này thì nó rất dễ dàng vượt qua những cái màng tế bào. Thế còn lại thì nếu thành phần tốt nhưng không có đủ công nghệ tốt ấy, thì đôi khi nó sẽ làm cho những cái thành phần đấy nó rất khó để vượt qua được, cơ thể có thể hấp thu được. Thế chính vì thế thì cái sản phẩm này với người công nghệ tốt thì vì vậy nó đã đạt được đến vấn đề về hấp thu cao hơn nhiều so với các sản phẩm khác. Và nó từ những cái thành phần như vậy thì nó có thể nó đem lại những hiệu quả. Ở đây chúng tôi nói đến tính khả dụng, giảm đi được các tác dụng phụ, bởi vì khi mà đã cái lợi ích nó đưa lên ấy, thì người ta không cần phải dùng các liều lượng lớn. Chính vì thế thì nó sẽ đảm bảo cái tính an toàn và hầu như không có các tác dụng phụ. Như vậy chúng tôi có thể thấy rằng là đối với cả một cái sản phẩm Misure ngày hôm nay chúng ta xem ấy, nó sẽ đem lại những lợi ích liên quan đến vấn đề về sức đề kháng, liên quan đến tăng khả năng miễn dịch và đặc biệt thì nó hỗ trợ cho vấn đề về giấc ngủ. Chúng ta biết là cái giấc ngủ nó sẽ từ rất nhiều yếu tố khác nhau, từ yếu tố môi trường, sức khỏe, rất nhiều điểm. Tuy nhiên thì Misure sẽ là một trong những giải pháp có thể hỗ trợ chúng ta trong vấn đề cải thiện giấc ngủ tốt hơn. Vâng, chúng ta thấy sản phẩm Misure ấy, thì có cái thành phần là sữa non. Đây là cái sữa non được nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rằng là đối với cả người cao tuổi ấy, thì cái vấn đề hấp thu bao giờ cũng sẽ rất khó khăn. Thế vì vậy cái thành phần sữa non nó giúp cho đối với người cao tuổi hấp thu được các protein cũng như các dưỡng chất một cách tốt hơn. Về đánh giá sản phẩm, chúng tôi nghĩ rằng cái sản phẩm Misure là một trong những cái sản phẩm đem lại những hiệu quả cao đối với những người mất ngủ mãn tính, khó đi vào giấc ngủ và tạo cho cơ thể của những người cao tuổi ấy, đi theo cái nhịp sinh học, không bị cái khó vào giấc ngủ, không bị mất ngủ giữa đêm, rồi là cái giấc ngủ được đầy đủ hơn. Và khi mà cái giấc ngủ này nó được đảm bảo tốt hơn ấy, thì nó cũng đem lại giá trị sức khỏe về tinh thần và cả sức khỏe về thể chất. Thì đây là một trong những sản phẩm mà chúng tôi khuyên đối với cả cái người cao tuổi mà có cái tình trạng mất ngủ mãn tính thì có thể dùng cái sản phẩm Misure này, là một trong những sản phẩm đem lại những lợi ích thiết thực. Hướng dẫn mua hàng từ video.
Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.